Hello, chào các bạn. Trong clip này chúng ta sẽ nói về cách sử dụng Canva. Khi chúng ta đăng nhập vào cái trình duyệt web canva.com thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Thì giao diện đầu tiên yêu cầu chúng ta phải đăng nhập hoặc là đăng ký ha. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là đăng ký nếu chúng ta chưa có tài khoản. Khi click vào sign up thì các bạn sẽ thấy cái biểu tượng này đây. Thì đây chúng ta sẽ chọn đăng ký với Google hay là Gmail của chúng ta. Các bạn chỉ click vào Gmail và chúng ta chọn những cái mail mình có ha. Ở đây tôi chọn một cái mail tôi có sẵn, như vậy chúng ta sẽ đăng nhập vào. Thì lúc này nếu chúng ta chưa có sẵn trong cái hệ thống mail của mình thì chúng ta chỉ cần nhập cái mail thôi. Và lúc này Canva sẽ tự động nhập vào và chúng ta không cần thiết phải nhập cái password. Và sau khi đăng nhập xong thì chúng ta được hỏi là chúng ta sử dụng để làm gì. Chúng ta có thể chọn tùy mục đích và đây là giáo viên. Chúng ta chọn teacher. Click trái vào đây. Và phần này chúng ta được quảng cáo và chúng ta nó skip phần này ha. Bỏ qua. Rồi chúng ta bỏ qua cái phần giới thiệu này. Và chúng ta chọn Not Now. Click trái vào đây. Và đây là cái giao diện chính của Canva. Ở đây có rất nhiều thứ nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng một cái là Presentation. Và trong cái clip ngắn này tôi chỉ chú trọng vào việc tạo cái PowerPoint cũng như là trình chiếu PowerPoint và ghi âm vào để tạo video clip từ PowerPoint. Còn những cái ứng dụng khác thì các bạn có thời gian chúng ta từ từ nghiên cứu vì Canva cho rất nhiều ứng dụng. Rồi bây giờ chúng ta nói về tạo cái PowerPoint, chúng ta chọn cái Presentation, click trái vào đây. Ở đây có rất nhiều cái thư mục các bạn ha. Và chúng ta muốn tạo cái thư mục mới cũng được. Và tùy mình, họ cho những cái định dạng cũng như là những cái template, tức là những cái khung PowerPoint có sẵn, mình chỉ chọn thôi. Đây có rất nhiều và chúng ta thường chọn cái tỷ lệ là 43 ha. Thì chúng ta chọn cái mục này hoặc là chúng ta chọn cái mục phía trên tạo ra tỷ lệ 16:9, tỷ lệ của màn hình. Thông thường chúng ta chọn cái 43. Thì chúng ta kéo xuống ở đây là những cái mẫu PowerPoint có sẵn và chúng ta chọn. Ở đây các bạn click vào mũi tên bên này nó có rất là nhiều cái mẫu có sẵn. Ở đây Canva đưa ra những cái mẫu có sẵn và chúng ta đang học cái cách ứng dụng cái có sẵn và không làm. Rồi, ví dụ như chúng ta bắt đầu chọn cái mẫu này đi, click trái vào đây. Khi chúng ta chọn một mẫu template, tức là cái khung PowerPoint có sẵn, các bạn sẽ thấy khung này có rất nhiều ha. Để nó ra những cái định dạng khác nhau. Và định dạng này chúng ta có thể chọn và chúng ta chỉnh sửa. Nếu mình thấy cái khung này nó không hợp với mình thì mình đổi nha. Ở đây chúng ta có thể chọn cái này là một cái demo nha. Rồi chúng ta ví dụ chúng ta tạo như thế này. Rồi chúng ta thay đổi. Đây là những cái Canva là một cái dạng PowerPoint mặc định sẵn và chúng ta chỉ thay đổi nội dung thôi. Time and energy. Rồi, mình làm một cái như vậy. Và tới cái slide thứ hai nếu mình không thích thì sao? Ví dụ như các bạn nhìn những cái slide này nha. Có những cái chúng ta thích, có những cái chúng ta không thích thì chúng ta bỏ ra. Cái nào không thích chúng ta cứ delete nha. Cái nào mình thấy không có phù hợp thì chúng ta cứ delete. Và để chúng ta thay thế từ những cái phần khác. Ở đây họ cho những cái mẫu như vậy để chúng ta chọn. Và đặc biệt là chúng ta có quyền thay thế những cái hình ảnh trong này.
tôi muốn cho những cái bước chuẩn bị chẳng hạn, thì chúng ta làm hai cái, chọn cái này đẹp hơn. Để tôi click vào đây và tôi chỉ cần đánh cái khung nào mình muốn chèn, mình double click vào và chúng ta xóa chữ đi và chúng ta ghi vào. Các bước nè, thứ nhất là double click vào đây. Rồi mình có thể cho nó bự lên. Dù size 17 mình muốn bự lên thì chúng ta giúp bự lên bình thường thôi ha. Cách làm cũng nhanh hơn cái bình thường, lý do là chúng ta đã có cái mẫu sẵn rồi. Nhiệm vụ của mình là chỉ thay đổi nội dung cho nó phù hợp. Thì tôi sẽ làm demo cho các bạn coi từng bước ha. Và đây là những cái cách chúng ta làm và sau đó chúng ta sẽ làm gì ha. Đây họ tạo những cái khung sẵn, mình chỉ nhiệm vụ là mình có gì mình chọn lựa thôi, mình thêm nữa cũng được. Đây thì đó là slide thứ hai ha. Cái nào không cần chúng ta bỏ luôn, như phần này không cần chúng ta có thể delete cái này luôn đó. Xong bây giờ tới slide thứ ba, slide này mình không cần, mình muốn đổi cái slide khác chẳng hạn. Bây giờ tôi mới có hai slide, tôi muốn thêm slide khác thì sao? Tôi muốn đổi sang cái giao diện khác ha. Chúng ta click trở lại cái mũi tên back trở lại, click trái vào đây. Lúc này mình có nhiều cái mẫu khác các bạn ha. Chúng ta chọn cái clip khác, ví dụ như chúng ta chọn vào cái mẫu này. Mẫu này mình muốn đang làm một cái quy trình gì đó mà chúng ta muốn, ví dụ như chơi game thì chúng ta lấy cái này chúng ta kéo qua. Mẫu này không có gì hay thì mình sẽ đổi qua. Còn nếu mà có cái nào mình thích thì mình chọn, ví dụ như cái hình này mình muốn đưa vào đây. Chúng ta chỉ cần giữ chuột clip trái vào đây và kéo nó qua. Xong ha. Và tương tự như vậy các bạn muốn những cái mẫu khác. Tức là chúng ta muốn một cái PowerPoint khoảng 10 slide thì chúng ta muốn thay đổi những cái slide cấu trúc khác nhau. Thì chúng ta có việc chọn những cái sorry. Back. Chúng ta cho back trở lại và chúng ta chọn cái đừng có click vào đây mà chúng ta click vào đây nè. Sorry. Cho nó ra ngoài đừng cho nó tô đậm cái này ha. Mình đang làm cái phần này xong thì chúng ta chuẩn bị, giống như chúng ta làm xong cái slide này bắt đầu chúng ta chọn cái slide khác. Rồi chúng ta lại chọn những cái slide khác ở đây. Tức là đừng có để cái slide cuối được tô sáng mà để cái slide trước đó nha. Để slide cuối tô sáng cái tự động nó, mình click vào đây nó sẽ tự động biến cái slide cuối thành cái slide giống như bên này. Nhưng chúng ta muốn tìm những cái hình ảnh khác để chúng ta thay thế chẳng hạn. Chúng ta muốn làm những cái nội dung khác thì đây chúng ta có nhiều cái lựa chọn ha. Thì tùy chúng ta, các bạn muốn thay đổi gì đó chúng ta cứ đưa vào. Đây. Tôi đang làm ví dụ và chúng ta sẽ có rất rất nhiều cách để chúng ta làm. Các bạn có rất là nhiều cái template sẵn. Đây. Các bạn muốn đưa nội dung bài học hay là gì đó chúng ta cứ đưa vào. Một số slide là nó bắt buộc nó bán, nó không có cho miễn phí tại chúng ta đang sử dụng cái tài khoản miễn phí. Do đó một số slide thì họ không có cho xài miễn phí mà chúng ta phải mua ha. Cái mẫu này thì mẫu này bán chứ không có cho. Ngay chúng ta thấy cái mẫu nào mà không xài được thì chúng ta đổi một khác. Tại vì chúng ta đang xài tài khoản miễn phí. Đây các bạn có thể chọn rất là nhiều mẫu đây. Miễn phí nhiều lắm. Miễn phí không xài không hết rồi. Mình thích thì mình chọn. Rồi sau đó mình coi mình chỉnh sửa lại. Và cách này các bạn có thể trong vòng khoảng chừng vài phút các bạn có thể tìm được một cái làm được một cái PowerPoint của mình khoảng chừng bao nhiêu slide cũng được. Chúng ta chọn cái mẫu và cái định dạng trước và sau đó chúng ta bắt đầu đưa cái nội dung của mình vào chỉnh sửa lại cho nó phù hợp đó ha.
Rồi thậm chí cái slide cuối cùng mà chúng ta muốn thay đổi cái chỗ thank you for listening thì chúng ta cũng tìm những cái slide như vậy. Và chúng ta đưa vào cái slide kết thúc. Thì đây có rất nhiều cái mẫu này là mẫu kinh tế bán rồi. Cái mẫu nào mà các bạn thấy có hình cái vương miện ha là chúng ta không có sử dụng được. Đây là cái mẫu thương mại, khi chúng ta phải mua bản quyền chúng ta mới xài được. Còn bản miễn phí thì chúng ta xài được những cái mẫu miễn phí thôi. Mẫu miễn phí cũng khá hay các bạn. Rồi, chúng ta đưa vào cái slide cuối cùng. Slide này cũng đã đi ra, có cái dấu hoa thị rồi mình cũng không được xài. Không sao, chúng ta cứ tìm thôi. Tại vì chúng ta đang xài miễn phí, do đó chúng ta cứ lựa chọn cái nào phù hợp thì chúng ta xài. Không phù hợp thì chúng ta đổi cái khác. Đây. Chúng ta có thể chọn những cái như vậy. Và sau khi chọn đủ slide thì chúng ta chỉ cần thay đổi cái nội dung thôi ha. Ví dụ như mình nói là make a PowerPoint on Canva step từng bước, bây giờ mình là cái gì à, cách chúng ta tìm cái slide như thế nào à. Thứ nhất là select và nó move nó qua, chọn xong rồi chúng ta move nó qua bên cái form của mình và cuối cùng là chúng ta lại chọn tiếp để chúng ta chỉnh sửa ha. Thì từng bước như vậy và chúng ta có thể thay thế hình ảnh này các bạn ha. Double click vào đây là chúng ta thay cái hình này, delete hình này và chúng ta thay bằng hình khác. Và chúng ta click vào đây và chúng ta thay hình khác bằng cách nào, chúng ta chọn là insert picture chẳng hạn, y chang như là cách chúng ta làm ở PowerPoint bình thường. Cần thì chúng ta cái gì ở đây chúng ta làm được nha, khi coi các clip khác chúng ta sẽ làm cái phần này. Đây, chúng ta click vào đây và chúng ta chọn là edit image để thay đổi hình ảnh nha. Click vào đây thì chúng ta sẽ tìm những cái hình ảnh có sẵn, hoặc là mình tìm thứ nhất là chúng ta tìm ở trên mạng, hoặc thứ hai chúng ta ở đây nó có sẵn nè, có sẵn rất nhiều hình của cái Canva này nó cho sẵn, hoặc là chúng ta tự tìm những hình khác ha. Chúng ta tìm hình nào cũng được, ví dụ như vậy, đây hình này thì nó không đẹp, chúng ta tìm những hình nào đẹp chúng ta đưa vào. Chúng ta có thể tải hình lên luôn, nhưng mà thông thường thì tải hình lên là chúng ta phải ở tài khoản mua chúng ta mới xài được. Thì này chúng ta có thể chọn những cái hình khác, ví dụ như là phone, laptop như này đó, một số hình miễn phí chúng ta có xài được nè các bạn, ví dụ như hình này đây ha. Đó, nó thay thế vào đó. Thì tương tự như vậy các hình khác chúng ta thay đổi được nha. À, đưa cái này vào trong khung. À, chúng ta đưa về cái khung, cái này là cái hình. Rồi một cái nữa là chúng ta có thể thay đổi cái hình nền của cái thằng này. Muốn thay đổi hình nền của cái này mình chỉ cần click vào chỗ này đây. Và chúng ta thay đổi hình nền cho nó nhạt hơn. Nè, các bạn muốn thay đổi hình nền gì? Ha. Như hình nền nó tương phản để tính cái sự rõ ràng hơn. Nè. Ở đây thì chữ trắng ra chúng ta thay đổi hình màu đen hoặc màu xanh đậm nó hay hơn là màu vàng. Đó. Thì để chúng ta thay đổi hình nền, thay đổi những icon này chúng ta thay đổi được luôn ha. Những biểu tượng này chúng ta không cần, chúng ta xóa bỏ. Đây. Rồi nếu cần là chúng ta giữ nguyên mà không cần là chúng ta xóa bỏ, và hình này chúng ta vẫn thay được. Chúng ta chọn cái hình của mình ha. Không thôi chúng ta chọn cái nó có nhiều cái mẫu hình. Nếu bạn delete ở đây luôn á, nhấn delete thì nó mất. Và chúng ta chọn là image, add image không có phải không? Chúng ta sẽ lấy một cái hình nào đó của mình có sẵn hoặc hình ở trên cái Google xuống. Giống như là flower. Các bạn lấy hình ảnh flower trên mạng xuống chúng ta cấp vào đây. Các bạn click này lên chọn là copy image. Rồi quay lại cái canva này chúng ta dán vào paste nha. Commit đây, nó nằm đây. Thu lại và chúng ta đưa nó vào. Tự động nó nhảy vào khung. Đó. Thì các bạn muốn đổi hình các bạn chỉ cần delete thôi và tìm hình ở trên cái
Google và chúng ta chọn cái lệnh là click phải, chọn là copy image, click trái, trở về cái trang Canva và chúng ta nhấn cái chữ paste, thì lúc này hình nó sẽ tự động nó chúng ta đưa vào khung ha, đây tự động nó nhảy vào khung. Thì đây là cái rất là hay của Canva, nó cho chúng ta lựa chọn và chúng ta có quyền điều chỉnh ha. Chúng ta nhớ cách lựa chọn copy hình trên cái Google ha, chọn copy image, click trái, chúng ta qua bên cái Canva để chúng ta dán vào. Và nếu nó hình nó vừa đủ thì nó tự động nó dán, còn nó bự quá chúng ta phải kéo thu nhỏ lại. Nhớ là chỉnh hình là chúng ta kéo ở góc cái góc chéo chứ không có được kéo ở góc chéo chứ không có được kéo trái kéo giữa ha, nó sẽ méo hình. Đó, đây là cách chúng ta edit, thậm chí các bạn có thể edit cái khung này, các bạn edit màu luôn nha. Click vào đó và chúng ta chọn màu, bạn chọn màu vàng hay là màu màu xanh đó, tùy chúng ta, tức là mỗi cái một màu cũng được. Chúng ta chọn cái khung nào thì chúng ta chọn màu cái đó, không có màu tím phải không, chúng ta tìm thêm màu tím đây. Xong chúng ta có thể điều chỉnh lại theo ý của mình, và tương tự như vậy các bạn làm những cái phần khác nhau ha, chúng ta thay đổi nội dung này, chúng ta thay đổi hình ảnh này, vân vân. Và đây là cách cơ bản nhất để các bạn làm một cái PowerPoint hiệu quả và nhanh chóng ha. Phần nào không cần chúng ta cứ click vào chúng ta delete, đúng không? Và tương tự như vậy ở đây chúng ta cũng thay đổi hình nền được nè, các bạn click vào cái khung nền mà chúng ta thay đổi cái hình nền, tôi thích cái màu hồng hơn chẳng hạn đó, hoặc là thích màu cam hơn, tùy. Thì mỗi người có một cái muốn cái tông màu nó dịu nhẹ thì chúng ta chọn cái tông màu dịu nhẹ ha. Ở đây nó cũng có một loạt cái tông màu nè để mình chọn nè, đó tùy chúng ta. Thì đây là cách để chúng ta thể hiện, còn chữ này chúng ta thay đổi màu được đúng không? Chữ bôi đen vào và chúng ta cứ đổi màu ở đây. Bạn muốn chữ màu gì? Đây. Thì nó sẽ ra màu đó. Đã. Và tương tự như vậy, nếu như bạn thấy mình làm nhiều quá mà chúng ta muốn cái slide mình chọn nhiều mẫu quá nhưng cuối cùng mình không sẽ hết thì chúng ta cứ gì chọn và delete nó đi nha. Thì chúng ta có thể điều chỉnh mọi thứ. Đây là những cái PowerPoint có định dạng sẵn để chúng ta tự chọn và chúng ta có thể tùy biến theo cái nhu cầu của mình. Đó. Ở đây tôi muốn thay đổi cái hình nền này, tôi đổi cái hình nền màu khác. Tức là bạn có quyền thay đổi hình nền, thay đổi phông chữ, thay đổi màu chữ, kiểu chữ, v.v. Và chúng ta thay đổi màu sắc của chữ. Mọi thứ chúng ta thay đổi được hết. Nha. Và bạn muốn thay đổi những, thậm chí những cái khung này các bạn muốn bỏ, các bạn click vào đây và chúng ta delete để cũng được nha. Đó là cái hay của Canva. Thì Canva trong cái phần presentation, Canva cung cấp cho người dự sử dụng rất là nhiều cái mẫu PowerPoint có sẵn, có cũng khoảng vài chục đó. Do đó chúng ta cứ thoải mái dành thời gian nghiên cứu và chọn những cái mẫu nào mình phù hợp với cái bài giảng của mình. Và cái này rất là hay khi chúng ta làm những cái hoạt động trò chơi và trong những cái phần ôn tập ngắn ngắn thôi. Ở đây tôi chỉ làm cái demo ngắn cho các bạn thấy cái ứng dụng của nó, và chúng ta không đi sâu vào cái phần sáng tạo, chúng ta đang nói về ứng dụng thôi. Thì đây khi mà chúng ta tạo xong, chúng ta có được này, click vào more, các bạn sẽ có được cái nhiều thứ hơn ha. Rất nhiều thứ. Còn đây là template, là cái nãy nè. Này là các ô, các hình, các khung mình chèn vào. Đây là cho chúng ta tải lên từ cái file, tải lên từ mạng hoặc là từ máy tính. Chúng ta chèn khung hình chữ vô đây. Và more là những cái hoạt động khác. Và thường chúng ta xài cái template này là chính ha. Không cần chúng ta thu nhỏ nó lại. Còn muốn bật thì chúng ta click vào cái nút template nè ha. Hay là bất cứ cái nút nào ở đây,
chúng ta thu nhỏ lại bằng cách này. Như vậy là trong một cái thời gian ngắn, tôi đã giúp các bạn có cái cách chúng ta tạo một cái PowerPoint. Ở đây tôi thích cái tông nhẹ nhàng, cái đó màu của tôi không có rực rỡ và sắc lắm. Còn những bạn thích cái màu tươi sáng thì chúng ta chọn những phông màu khác nhau. Ngoài ra thì trên này nó cũng có tạo được cái hiệu ứng các bạn ha. Chúng ta click vào đây và chúng ta chọn cái hiệu ứng là animate đó. Các bạn muốn chữ nó bay qua bay lại thế nào đó, thấy chưa, các bạn thấy không? Chọn pen đó, một cái. Hình thứ hai chúng ta chọn hiệu ứng gì đây? Chúng ta chọn vào đây, các bạn muốn chọn sao cũng được. Này, nó có nhiều cái để chúng ta chọn đây. Thì cho sẵn những cái như thế này, các bạn có thể đưa vào và chúng ta cho cái nào biểu tượng nào ok, chúng ta chỉ việc là click vào là xong rồi. Đó. Tới cái slide thứ ba thì chúng ta hãy thử đi hết những cái chức năng của nó. Slide thứ tư. Thì Canva này nó hay một cái là nó giúp chúng ta slide thứ ba. Ok. Slide thứ tư ở đây chúng ta chưa chọn. Symbol là nó bay vô thôi. Đây nó có nhiều nữa nè. Nhá nhá đều lên ha. Rồi. Rồi slide cuối cùng. Tôi chọn cái chức năng là slide in out. Đây nó còn chức năng khác nữa ha. Chọn chức năng này và sau khi xong thì chúng ta trở về ha. Click ở đây chúng ta trở về cái slide đầu và như vậy chúng ta có được một cái PowerPoint nó có hiệu ứng. Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra, chúng ta nhìn chọn vào chữ present ha. Và cái present này chúng ta click vào cái present nút phải góc trên. Click vào Present, các bạn sẽ có những cái chức năng như sau. Thứ nhất là Standard, tức là Present kiểu thông thường. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào Present và chúng ta trình chiếu như là bật cái PowerPoint bình thường thôi nha. Đó. Và hiệu ứng như vậy. Và đây phía dưới này nó có cái dấu, phía góc phải dưới nó có cái biểu tượng từng slide một nha. Và chúng ta sẽ tạo hiệu ứng tương tự như vậy, giống như chúng ta đã chỉnh. Đó, rất là hay. Thì chúng ta đang làm thử như vậy và có cái nút thu nhỏ escape để chúng ta thoát về cái màn hình này. Thì đó là cách present thử. Còn ngoài ra present nó còn có một chức năng khác nữa, đó là hay nhất là present and record. Chúng ta có thể present và chúng ta ghi cái lời giảng của mình vào để biến thành cái video nha, giống như chúng ta làm cái trên cái PowerPoint 2010 trở về sau. Còn cái autoplay là mình đặt chế độ tự động nó phát. Còn presenter review là cái khung mình coi, đây là cái phần của mình coi trên cái máy chiếu khi mà mình chỉnh chiếu á. Thì máy tính của mình nó có hai cái cửa sổ, còn bên mấy phần mình cái phần màn hình chiếu thì nó có một cửa sổ thôi. Rồi bây giờ chúng ta chọn thử cái present and record nhé. Khi chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng để mà chúng ta record giống như rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái record nhé. Nhấn vào next, chúng ta bắt đầu thấy cái giao diện như thế này đây. Nó có hiệu tượng là present and record, record yourself while talking, tức là chúng ta giảng bài, giống như chúng ta dạy á. Phần này là giống như khi dạy và chúng ta dạy thì chúng ta ghi hình vào. Thì đây chúng ta có thể chọn mở webcam hay tắt webcam ha. Thì khi nhấn vào đây chúng ta có lựa chọn mở hay tắt webcam. Rồi. Và cái quan trọng như thế này là chúng ta đang tắt webcam, bạn mở cũng được và bạn thấy cái micro cho phép là nó như thế này. Và đặc biệt là các bạn khi các bạn record nó sẽ hiện cái thời gian trên này
nha. Rồi bây giờ chúng ta đang record mà không có camera nha, và chúng ta chọn vào start recording và chúng ta bắt đầu nói, thì nó giống như cách mà chúng ta ghi hình trên Fast on Capture hoặc là ghi lời giảng vào cái slide PowerPoint vậy. Rồi chúng ta tôi sẽ làm thử nhé, nhấn vào cái start recording và tôi sẽ nói. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tạo một cái PowerPoint trên nền Canva. Canva là một cái trang web sáng tạo cung cấp với chúng ta nhiều cái rất là nhiều cái biểu mẫu, cái hình ảnh khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ nói về cách tạo cái PowerPoint cho bài giảng để chúng ta tiết kiệm thời gian. Có bước đầu tiên khi bạn đăng nhập vào canva.com thì bạn sẽ phải chọn đăng nhập với đăng ký với Google. Ở đây mình chọn cái Gmail có sẵn và tự động nó được đăng nhập mà không cần thiết phải tạo cái password. Và sau khi đăng nhập xong thì chúng ta bỏ qua các bước quảng cáo và chúng ta sẽ chọn cái phần trình chiếu. Ở đây trình chiếu thì chúng ta chọn vào cái slide, ở cái khung slide là 16:9 hoặc là 43. Thông thường chúng ta đọc chọn 43. Và sau đó chúng ta sẽ chọn các template phù hợp và chúng ta đưa từng cái slide vào trong cái chọn từng cái mỗi mỗi template chúng ta chọn một cái slide phù hợp mà mình cần nha. Và trong mỗi cái slide thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần lựa cái slide có định dạng cần thiết, chúng ta di chuyển qua bên cái khung của mình rồi sau đó chúng ta tự điều chỉnh. Các bạn có thể điều chỉnh được cái hình nền, phông chữ, kích cỡ, các biểu mẫu hình ảnh chúng ta thay đổi được hết. Cái nào không cần xài chúng ta cứ việc delete nó đi. Và với cách này thì chúng ta có thể nhanh chóng tạo được một cái PowerPoint rất là nhanh. Ngoài ra chúng ta cũng có thể ghi âm lời nói của mình vào đây và trong quá trình trình chiếu và chúng ta tạo được một cái video clip rất là hay nha. Rồi tôi đã demo những cái phần cơ bản trong cái cách PowerPoint với Canva. Bây giờ thì đến lượt các bạn, chúng ta bắt đầu ở canva.com và chúng ta thực hiện các bước để tạo một cái PowerPoint cho riêng mình. Rồi bài hướng dẫn của tôi đến đây xin kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ có được một cái PowerPoint đẹp và dễ thương. Thì xong rồi chúng ta nhấn end recording ở đây. Cái bài record của tôi là 2 phút 8 giây. Thì tùy vào cái thời lượng mà chúng ta record nó dài hay nó ngắn, slide nó nhiều hay ít mà cái thời gian xử lý của nó nhanh hay chậm đó. Rồi sau khi record xong chúng ta có cái này đây nha. Record xong chúng ta có một cái đường link. Thì đối với bài tập của tôi thì tôi muốn các bạn copy cái link này và dán vào trong cái Padlet ha. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể là copy cái link này và share cho học trò. Nếu các bạn tạo cái PowerPoint và chúng ta muốn cho học trò xem thì chúng ta chỉ copy link này và dán vào cái Zalo hay Facebook cho học trò. Ở đây tôi copy cái link này tôi sẽ dán cho vào cái Zalo của lớp chẳng hạn. Nhưng mà trước khi dán cho Zalo của lớp thì tôi dán cho vào cái chỗ thông tin của tôi. Trên Zalo chúng ta có chỗ là Cloud của tôi á, My Cloud đó, chúng ta dán vào đây trước đi. Giống như là cái ổ cứng của mình vậy đó. Để sau này mình muốn share cho ai thì mình cứ việc forward là được nha. Còn một cái nữa là chúng ta có thể tải cái video chúng ta tạo được bằng cách chọn download. Và khi chúng ta chọn download thì nó sẽ mất thời gian để convert video nha. Và dĩ nhiên là nó tùy thuộc vào cái đường truyền của Internet. Thì đây là những cái cơ bản nhất của việc tạo một cái PowerPoint trình chiếu trực tiếp hoặc là chúng ta tạo một cái video clip bài giảng bằng cách chúng ta làm trực tiếp trên online. Thì hiện tại cái chương trình nó đang convert video. Sau khi nó convert xong chúng ta sẽ nói về cách chúng ta tải cái file PowerPoint xuống như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng cái clip này trong ít phút. Khi cái video đã convert xong thì nó tự động nó tải về và lúc này có một cái cửa sổ hiển thị yêu cầu chúng ta chọn cái chỗ đi lưu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái tên ha, PowerPoint Canva, và chúng ta lưu ở một cái thư mục nào đó mình vừa bố trí. Và đây là cái file MP4 tức là video. Và cho đi khi đặt tên cái file và chọn cái điểm lưu, cái nơi mà chúng ta sẽ lưu cái file đó, nhấn nút save.
thế là xong. Rồi bây giờ chúng ta click vào cái dấu này để nó mất đi ha. Rồi bây giờ có một câu hỏi hỏi được đặt ra là gì? Sau khi làm PowerPoint xong rồi thì chúng ta muốn tải về máy tính thì sao? Cách đơn giản, các bạn nhấn nút vào share ha, ở góc trái, ở góc phải trên. Nhấn vào share này thì chúng ta có thể như thế này đây. Nếu bạn muốn share cái PowerPoint, đây chúng ta có chọn Microsoft PowerPoint nè, download nè, vân vân. Đây là copy link cho thằng này thôi nha. Đó. Bạn muốn gửi cái gì để chúng ta cái share download and setting, chúng ta tải về. Cách đơn giản nhất là chọn share và chúng ta có chỗ là copy link là mình gửi cái đường link của PowerPoint này. Ở đây chúng ta không gửi mà chúng ta chỉ cần chọn là Microsoft PowerPoint. Thì mặc định chúng ta sẽ tải cái file này về. Nha. Tải cái file này về và chúng ta sẽ tải về hai cái luôn, nó có hai cái là cái PowerPoint mình tạo ra cũng như cái video đó. Bây giờ mình có nó thẳng tạo về ra rồi, bây giờ mình đặt là Canva. Rồi, mặc định nó sẽ lưu về cái PowerPoint. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta không thấy được thì chúng ta sẽ làm cách này. Chúng ta chẳng nhấn vào nút share nha. Các bạn chọn download thì mặc định nó cũng cho download hai cái, có nhiều cái, thứ nhất là hình ảnh gì đó vân vân, hoặc là cái MP4. Ở đây chúng ta không download nữa. Cách thứ hai chúng ta tải cái file PowerPoint về là chúng ta chọn nút share và chúng ta chọn cái nút more. Cái nút phía dưới có nhiều, có dấu ba chấm nè ha. Thì ở đây nó có chỗ là save, tải về. Chúng ta chọn là Microsoft PowerPoint thì nó tải về y chang như lúc nãy vậy đó, và chúng ta nhấn download là chúng ta có một cái file PowerPoint tải về nha. Xong rồi nó hiện ra cho mình luôn. Nãy mình đã tải rồi cho đó mình không tải nữa nha. Rồi cái nữa là trong share này thì các bạn có thể có một cái chức năng nữa là chúng ta copy cái link nha, copy link. Thì link này là link của cái phần present and record nè, hoặc là view only link, chỉ nhìn thấy link thôi. Đó. Nó cho mình chọn như thế này nè, present and record, mình click lại vào đây và chúng ta copy link. Do đó lúc nãy các bạn không nhất thiết phải lưu cái đường link của cái file PowerPoint đã ghi âm rồi. Sau khi chúng ta làm xong hết thì chúng ta muốn nộp bài lên cái Padlet á, chúng ta nhấn vào share. Chúng ta nhấn vào cái present and record, click trái vào đây. Thì lúc này chúng ta có một cái là download cái phần video xuống, hoặc là copy cái đường link. Thì lúc này các bạn cần chia sẻ cái file PowerPoint này cho người nào đó, hoặc là chúng ta cần phải nộp bài hay là share cho học trò coi, thì chúng ta copy link này dán vào Zalo hay là cái Facebook hay là email gì đó và gửi tới người ta, thì người ta xem được cái phần PowerPoint của mình có ghi hình. Tôi mở một cái trình duyệt internet khác cho các bạn xem nha. Dán cái link đó vào. Và bây giờ cái người ta thấy được khi có cái link này là gì? Là một cái video. Đây, họ chỉ cần mở video, họ coi cái video đã được ghi hình sẵn. Đó, hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tạo một cái PowerPoint trên nền Canva. Canva là một cái trang web sáng tạo, cung cấp với chúng ta nhiều cái rất là nhiều cái biểu như vậy thì khi chúng ta share cái link đó thì người ta có được cái phần PowerPoint nó giống như một cái video, tức có cái video mình tạo ra ha. Có bước đầu tiên là các bạn tìm cái link để mà chúng ta nộp lên Padlet hay là gửi cho sinh học sinh, chọn đăng nhập là với đăng ký với Google. Ở đây mình chọn rồi, đó là cách chúng ta demo cái phần này. Thì trên đây là những cái phần cơ bản của cái Canva mà tôi chỉ cho các bạn dùng để tạo cái PowerPoint. Chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng cái template ha. Bây giờ trở về trang gốc đầu tiên. Nhắc lại bước cuối cùng khi chúng ta kết thúc cái clip này. Khi chúng ta đăng nhập vào cái Canva xong với cái Gmail hay Google, thì ở đây chúng ta sẽ có được cái giao diện như thế này. Bước kế tiếp là các bạn sẽ chọn cái presentation.
Và trong cái presentation này chúng ta chọn cái mục này là chúng ta tự tạo ra, vâng. Chọn cái template theo cái khung là 16:9 hay là 3:4, cái template theo tỷ lệ 3:4. Thông thường chúng ta chọn ở đây, chọn tỷ lệ 16:9 cũng vậy, làm tương tự nha. Thì chúng ta hãy chọn một cái template nào đó mình thích trước để mình làm cái trang đầu. Click vào một cái template mới. Thì lúc này nguyên bộ cái template nó hiện ra tạo giống như cái PowerPoint vậy đó. Thì chúng ta cứ để như vậy. Và sau đó chúng ta bỏ bớt những cái slide mà mình thấy mà mình không có phù hợp với cái bài của mình. Thì sau đó chúng ta có thể thay thế bằng những... Chúng ta có thể giữ Shift và chọn nhiều template và nhấn Delete cùng một lúc giống như trên Word vậy. Đó. Rồi chúng ta muốn thêm một cái template mới từ một cái khác thì chúng ta đặt cái cho một cái template đứng đầu hoặc là đứng sau đó, nó đừng không phải là template cuối cùng nha. Cho template đầu tiên được, click vào template đầu tiên đi. Rồi chúng ta trở về chỗ template này, click mũi tên mình trải qua và chọn những cái template khác. Và mình thích cái slide nào mình giữ chuột trái và cầm mình kéo qua. Lúc này mình sẽ chọn từng slide một, từng cái mẫu một và luôn luôn để cái slide lựa chọn là slide đứng, không phải là slide cuối cùng, để nó đừng có tạo nguyên một cái form ha. À, chúng ta cứ lưu ý chỗ này, hãy chọn cái slide đầu tiên đi, rồi sau đó chúng ta mới chọn cái template. Và trong template này chúng ta bắt đầu mới cầm hình nào đó chúng ta đưa qua, và chúng ta có thể thay đổi hình nền, click vào cái hình nền chúng ta thay đổi theo cái hình mình muốn nha, thay đổi phông chữ, kích cỡ, hình ảnh, vân vân. Thì đây là tôi mới nhắc lại cái cách dùng của Canva. Và ở đây chúng ta có thể thu to, phóng to, thu nhỏ đây. Và chúng ta có thể zoom cho nó bự lên để chúng ta coi cho nó dễ. Và nó mặc định làm cho phù hợp với cái khung hình. Rồi, nếu mà chúng ta muốn trở về coi sản phẩm của mình, chúng ta click về Home. Và ở phía dưới cuối mình sẽ có cái sản phẩm của mình đây, Recent Design, sản phẩm của chúng ta đây, đó là Make a Canva. Còn cái kia chưa ổn, chúng ta có thể bỏ đi bằng cách click vào dấu ba chấm phía trên của cái đó và chúng ta nhấn Move to Trust. Thực sự thì mình mới chỉ tạo được một cái Canva này thôi, một cái PowerPoint này thôi. Và chúng ta có thể đổi tên lại, click vào đây và chúng ta ghi là Make a PowerPoint. Tức là chúng ta đổi tên cái file này lại với nhau. Đó, có nhiều cách. Hay. Như vậy thì tôi đã cơ bản trình bày cái phần tạo Canva một cách bật hoàn chỉnh cho các bạn. Ha. Hy vọng là các bạn có thể xem clip và làm lại vài lần mà chúng ta có thể tạo ra nhiều cái PowerPoint trong thời gian ngắn và rất là hay và hiệu quả cho mình. Đặc biệt là những cái các bạn với những cái chúng ta không biết cách thiết kế thì đây là những cái phần thiết kế có sẵn để chúng ta dùng. Một dạng mì ăn liền nhưng cũng phù hợp cho những cái nhu cầu cần thiết mà chúng ta muốn có những cái sản phẩm nhanh gọn lẹ. Rồi clip xin dừng lại ở đây. Bài giới thiệu Canva đã hết. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Bye bye.